À, xin được chúc mừng năm con giáp dưới đây bởi cái ngày 19 tháng 2 âm lịch năm 2024 các bạn sẽ được thần may mắn chiếu mệnh trong ngày 19 tháng 2 âm lịch các bạn sẽ bất ngờ gặp được cái vận may về cái công danh sự nghiệp tài lộc hãy bước chân ra đường thì sẽ gặp được quý nhân mua hàng thì có cơ hội bốc thăm trúng thưởng đi làm thì cũng được cấp trên khen thưởng đồng nghiệp quý mến giúp đỡ công danh sự nghiệp thì thăng tiến phất lên như diều gặp gió tiền bạc thì dùng dính chỉ đếm thôi cũng đã cảm thấy mỏi tay. Đối với những người đang còn độc thân ấy, thì ra đường cũng dễ gặp được may mắn, gặp được những người tâm đầu ý hợp. Còn đối với các cặp đôi thì tình cảm của các bạn sẽ chỉ thêm phần là bền vững, khăng khít. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày 19 tháng 2 âm lịch thì nó là ngày Tân Mão. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Mão Tuất Nhị Hợp, vậy nên những người tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. À, thưa quý vị, Nói chung ấy, được cái cục diện lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ cái vận khí của những người tuổi Tuất khá là hanh thông thuận lợi. Công việc thì xuân sẻ, hứa hẹn các bạn sẽ đạt được những cái thành quả rực rỡ trong cái thời gian này. À, công việc xuất hiện nhiều cái cơ hội mới, Xong, nó chỉ dành cho những ai mà thực sự dám nghĩ dám làm. Còn với những người mà an phận thủ thường ấy, thì sẽ không có gì thay đổi và mãi dậm chân tại một cái vị trí. À, cái thời điểm này gần như là thiên thời địa lợi nhân hòa những người tuổi tuất mà với cách nắm bắt thì sẽ càng có cơ hội để đạt được đến cái mục đích của mình à, thưa quý vị đối với những người tuổi tuất mà đang làm công ăn lương ấy thì quý vị sẽ làm việc tích cực suy nghĩ lợi ích tập thể lâu dài đặt cái tôi cá nhân sang một bên càng làm thì lại càng hang say và gặp được nhiều cái thuận lợi với những cái biểu hiện xuất sắc như thế thì cái bản đề nghị tăng lương hay là tăng thưởng của các bạn ấy, thì cũng càng dễ dàng được chấp thuận hơn. Nói chung, ấy, thời gian này đã đến lúc để cho những người tuổi tuất thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái lưới tư duy của mình trong công việc để thích ứng với những cái biến động của môi trường xung quanh, tránh bị lạc hậu so với cái lớp trẻ hoặc là tránh bị lạc hậu so với cái cái thời thế. Thêm nữa, đã được quý nhân nhị hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó ủng hộ. Vậy nên công việc của những người tuổi tuất khá là trôi chảy, các mối quan hệ xã giao thì hài hòa, tạo cái điều kiện để cho tài lộc được ngày càng vượng phát. À, bên cạnh đó, trong cái ngày 19 tháng 2 lịch ngày Tân Mão này, thì những người tuổi Tuất càng đi xa lại càng có nhiều cơ hội để hợp tác làm ăn, ký kết được những cái hợp đồng béo bở. Hợp tác xuyên quốc gia cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Quý vị cần mạnh dạn triển khai những cái phương thức làm ăn mới, quyết đoán trong cách ứng xử trong mọi việc. À, thành quả thu được cũng thực sự xứng đáng đối với những người tuổi Tuất trong thời gian này. Bên cạnh đó, À, kinh doanh buôn bán trong cái ngày hôm nay ấy, thì cũng thu được cái lợi nhuận cao thậm chí thậm chí là vượt cả cái chỉ tiêu à, có điều một vài cái hung tinh nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi tuất dễ bị sao nhãn giống như là gì ngủ quên trên cái đỉnh vinh quang dễ bị à, tiểu nhân quấy phá vậy nên những người tuổi tuất dù thành công đến thế nào đi chăng nữa cũng phải hết sức cẩn thận các bạn nhé và để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những sự phi xung sát đối với những người tuổi tuất à, các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 19 tháng 2 ngày tân mão ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi hợi à, những người tuổi hợi được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp Nói chung ấy, trong ngày 19 tháng 2 âm lịch thì công việc của những người tuổi hợi tiến triển khá thuận lợi, mưu sự thì dễ thành, chuyện lớn chuyện nhỏ thì đều diễn ra gì rất là khả quan. Trong ngày hôm nay ấy, thì vận quý nhân của những người tuổi hợi cũng được vượng phát. Nói chung ấy, những người tuổi hợi làm gì cũng có người giúp đỡ, sát cánh cùng nên là gì? Mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn và làm việc hiệu quả hơn. À, sức mạnh tập thể sẽ được đề cao cái tôi cá nhân cũng được tiết chế là những cái yếu tố mang lại cái sự hanh thông thuận lợi trong cách hành xử của những người tuổi Hợi này. À đương nhiên cái vận khí may mắn nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ. Cái chính là các bạn những người tuổi Hợi đã không ngừng nỗ lực hướng đến những cái việc tìm kiếm và làm ra những cái sản phẩm thực sự là hữu ích và có lợi cho mọi người. Cái luật nhân quả nó luôn đúng cho mọi trường hợp nếu mà đang muốn khởi nghiệp hoặc là bắt tay vào làm những cái lĩnh vực mới thì những người tuổi Hợi nên mạnh dạn triển khai bằng cái trí tuệ nhẹ bén và cái vận khí hanh thông, cái tỷ lệ thành công trong thời gian này nó rất là cao. À, vạn sự khởi đầu nan, thấy khó khăn thì cũng đừng vội nản, quý vị cứ kiên trì đến cùng thì cũng sẽ dẫn đến được cái thắng lợi nhất định mang về cho mình. Thêm nữa, tình hình tài chính trong cái thời gian này của những người tuổi Hợi khá là lý tưởng, tiền vào túi, chi tiêu thì nói chung khá là rủng rỉnh xua tan đi cái áp lực tiền bạc trước đó nhất là với những gia đình mà đang trong cái quá trình vay mượn mua nhà mua xe ấy, phải trả góp ấy thì đây cũng là một cái thời điểm mà quý vị đã gì hết lo lắng có thể trả sạch nợ nần sau một đêm à, bên cạnh đó cái chuyện kinh doanh buôn bán cũng khá là lý tưởng buôn may bán đắt đó nhận được nhiều cái đơn hàng nó tới tấp nó đổ về thời điểm này thì quý vị có thể mạnh dạn tung ra cái sản phẩm mới hay là thực hiện những cái giao dịch lớn cái vận khí nó đang lên, mọi việc sẽ được suôn sẻ, hanh thông trở lại. À thưa quý vị, nói chung ấy, à, trong ngày 19 tháng 2 âm lịch này, thì cái chuyện buôn bán nó cũng sẽ được dịp lên ngôi, làm ăn thì phát đạt và sẽ khiến cho những người tuổi hợi thu về một cái tối tiền dùng dính. Hình thức bán hàng online cũng vẫn, vẫn đang chiếm ưu thế trong giai đoạn này. Các bạn có thể thử sức nhé. À, xong cũng cần phải tìm ra cái lối đi khác biệt thì mới có thể tồn tại lâu dài được. À, thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày 19 tháng 2 em lời kệ ngày Tân Mão không với khác đó chính là những người tuổi mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi mùi được quý nhân tam hợp là hợi, mão, mùi nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên cái vận trình công việc của những người tuổi mùi trong ngày 19 tháng 2 âm lịch sẽ được bừng sáng rực rỡ. Mưu sự thì được cát lành, quyết việc quan trọng thì cũng dễ thành hơn. À, với những ai mà đang ấp ủ những kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để mà triển khai có điều là gì nguyệt lệnh nó không ủng hộ cái ý chí cái vận khí của các bạn nó sẽ bị giảm sút bởi vậy quý vị nên ưu tiên tiến hành những việc quan trọng và có tính khả thi cao vạn sự khởi đầu nan không có việc gì lại gì dễ dàng ngay từ cái lúc khởi đầu những người tuổi mùi cần phải hết sức kiên nhẫn có câu người thành công không phải là người giỏi nhất mà là những người gì kiên trì nhất à, các bạn cũng sẽ có được cái năng lực chỉ thiếu một chút cái nhẫn nại nữa thôi là thành công sẽ nở ra rực rỡ với những người tuổi Mùi. Cùng với đà công việc nó thuận lợi thì tình hình tài chính của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có những cái chuyển biến tích cực. Tài năng kinh doanh, đầu tư thì nhạy bén à, sẽ giúp các bạn phát hiện phát triển được tối đa cái năng lực của mình và mang lại những cái thành quả bất ngờ. À, có khi ấy, chính các bạn cũng không thể nghĩ tới. À, có lẽ có câu nói là liều ăn nhiều sẽ đúng với những người tuổi mùi trong thời gian này đôi khi cần mạo hiểm một chút để khảo nghiệm cái năng lực của mình đến đâu quý vị hãy mạnh dạn làm những cái điều mà mình muốn kết quả ra sao không quan trọng bằng cái quá trình mà chúng ta gì uh, th thực hiện và cái kinh nghiệm mà tích lũy được bên cạnh đó tình hình kinh doanh buôn bán thì cũng được khởi sắc những người tuổi mùi làm ăn thì tấn tới khá là mát tay trong cái việc ký kết hợp đồng và thực hiện những cái giao dịch lớn nhỏ À, trên hành trình tìm kiếm cái nửa kia cho mình ấy, thì khả năng cao những người tuổi mùi cũng sẽ thơ sớm được cái thỏa nguyện Nhờ được quý nhân tam hợp, nó sẽ duyên, vậy là cái nhân duyên khác giới vô cùng tốt lành Cảm giác không cầu mà được, đấy tình yêu chân thành của các bạn Nói chung ấy, cũng đã gì, đã đến, các bạn nên chủ động nắm bắt lấy Nếu mà đã có đối tượng ưng ý thì những người tuổi mùi nên chọn cái thời điểm thích hợp để bày tỏ cái tình cảm Không cần phải cầu kỳ chứng qua cáp, bởi quan trọng là cái tấm lòng thành Quý vị hãy để đối phương cảm nhận được cái tình yêu của các bạn như thế đã là đủ lắm rồi. đời sống hôn nhân của những cặp vợ chồng thì cũng khá là hài hòa, vợ chồng thì hòa hợp, đặt mục tiêu lớn để phấn đấu trong tương lai có thể mua nhà, tậu xe và kiếm được những công việc bạc tỷ. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư không ai khác trong cái ngày 19 tháng 2 ngày Tân Mão. Đó chính là những người tuổi Sửu. À, thưa quý vị, trong cái ngày 19 tháng 2 lịch ngày Tân Mão ấy, thì những người tuổi Sửu có vận tài chính khá là hanh thông thuận lợi nhờ được thực thần ở chiếu mệnh à, có người còn may mắn được tăng lương tăng thưởng kinh doanh thì có lãi hoặc là gì trúng thưởng một cái khoản tiền đáng kể nhờ vào những trò đỏ đen nhìn chung ấy, thì túi tiền của những người tuổi Sửu trong thời gian này khá là rỉnh. À, trong công việc cố định thì những người tuổi Sửu sẽ được gì khuyên nên thể hiện cái chính kiến của mình trong mọi cái vấn đề À, khi mà các bạn có quan điểm riêng và mạnh dạn trình bày cái điều đó với mọi người xung quanh, ấy, thì các bạn sẽ có một cái vị trí thế khác biệt so với cái việc các bạn chỉ làm một cái nhân vật chìm nghỉm Tuy nhiên, à, các cụ nói là đỏ bạc thì đen tình, cái chuyện tình cảm của những người tuổi sửu cũng không được xuân sẻ lắm vì ảnh hưởng của cuộc diện ngũ hành xung khắc, độ mão mộc khắc sửu thổ. Vậy nên lúc mới yêu thì bản mệnh tin rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình. Thế nhưng lâu dần ấy, thì các bạn thấy người ấy không còn quan tâm chiều chuộng đến mình như thời ban đầu nữa. Vì vậy các bạn cũng cần phải gì ngồi lại đặt mình vào vị trí đối phương, ngồi lại để trò chuyện để tìm ra cái nút thắt của cái những mâu thuẫn này. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần được cục diện là Dần Mão Thìn ở tam hội. Trong ngày hôm nay thì những người tuổi Dần có cục diện tam hội được che chở nên sẽ đưa ra được nhiều cái ý tưởng mới mẻ trong công việc, giúp cải thiện đáng kể cái hiệu suất đó nó vốn có đồng nghiệp và cấp trên cũng luôn tạo điều kiện để các bạn gì sáng tạo nhờ vậy mà những người tuổi dần càng thêm hăng hái à, cũng trong ngày hôm nay thì các bạn có thể là gì cải thiện cái kỹ năng giao tiếp bằng cách gì tập lắng nghe nhiều hơn và quan sát nhiều hơn trước khi mà phát biểu cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn gì dần dần hình thành một cái sự chắc chắn tránh được nhiều cái rắc rối không đáng có À, trong ngày hôm nay thì những người đã có đôi có cặp ấy, cũng sẽ có một ngày ngập tràn cái hạnh phúc trong cái tình yêu à, Các bạn và người ấy cũng đang trong cái giai đoạn là mặn nồng Lúc nào cũng nghĩ đến nhau và cái điều này khiến cho ai cũng phải ghen tị Tin vui nữa đến với những người tuổi tuổi, tuổi dần ấy, đó là gì? sức khỏe của họ rất là tốt, không có gì phải đáng lo à, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp với bạn trong cái thời gian này nên là các bạn khá là thoải mái, tâm trạng vui tươi là một trong những cái liều thuốc bổ duy trì cái sức khỏe của những người tuổi tuổi dần trong thời gian này. Vì thế, dù công việc hay là cuộc sống có tạo cho các bạn áp lực đến mấy trang nữa, thì các bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh cái tâm lý mà bình tĩnh và gì bình thản đối phó với những khó khăn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. Quý vị thân mến, những người tuổi thìn có cục diện tăng hội là dần mão thìn nó đứng bóng. Vậy nên cái vận trình tài lộc của bản mệnh tương đối là rực rỡ, tiền bạc thì thoải mái chi tiêu, không cần phải quá tiết kiệm. Nhân cơ hội này thì các bạn có thể nghĩ đến cái việc đầu tư để duy trì cái nguồn tài chính, giúp cho tiền bạc luôn được luân chuyển. Bên cạnh đó, về cái phương diện tình cảm ấy, thì những người tuổi thìn có thể gặp được một người phù hợp với cái hình mẫu mà mình đã đặt ra. Vì thế, khi mà được người thân giới thiệu cho cái đối tượng ấy, thì các bạn cũng phải giữ cái tinh thần vui vẻ tích cực, sẵn sàng trò chuyện với đối phương. À, trong thời gian này thì vợ chồng ngày một hạnh phúc do những cái hiểu lầm trước đó đã được tháo gỡ. trải qua những khúc mắc thì hai người lại càng gì hiểu và trân trọng cái hạnh phúc của mình. À, đôi bên dần dần bao dung hơn. đó. vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 2 lịch ngày Tân Mão, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tuất, hai tuổi Hợi, ba Tuổi Mùi, 4, tuổi Sửu, 5, tuổi Dần và 6 là tuổi Thìn. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên trong ngày hôm nay. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.